Rồi, lại một ông nữa danh chuyên nghiệp. Nick của bạn Vũ tên là cái gì? Lewis Aragonet. À, đây là tên huấn luyện viên của Tây Ban Nha vào cái năm 2004 hay là cái gì đúng không nhỉ? Anh em trao hộ tôi xem nào. Aragonet, nghe quen quen. Tây Ban Nha 2008 à? Ừ, đây, 2008. Sau ông này là đến ông Dan Bosque tầm năm 2010 đúng không? 2010 đúng không? Aragonés là người đưa Marcus Senna đúng không? Marcus Senna lên đá trụ. Tìm Tây Ban Nha 5.000 tỏi. Sai. Utrazeno, Ferran Torres, Dani Olmo. Những con hàng trẻ. Oyarzabal. Chà. Pedro xị này. Raul thì thọt chân mất. Cesc Fabregas thọt chân. Xavi chạy quá chậm. Ui, cộng 8 chạy 112. Rui Mendy thì thấy bé. Espion Gavi Silva. Wow. Full team Tây Ban Nha luôn anh em ạ. Full team Tây Ban Nha luôn. Càng đét. Nhưng mà thủ môn dùng Casillas thì không được rồi. Rất tiếc Casillas ngoài đời là câu chuyện khác. Casillas trong game lại là câu chuyện khác. Team này thì huấn luyện viên kỹ năng hơi yếu một tí. Cắm auto nhiều hơn. Kiếm huấn luyện viên ngon. Tây Ban Nha này bạn ấy xây quá nhiều cầu thủ luôn anh em. Đội hình chính là 3 tỷ 2. Đấy, còn đội hình phụ là 2 là 1 tỷ 8 nữa. Quá nhiều, đầy đủ hết các hảo thủ rồi. Tiki Lazada, lối chơi Tiki Lazada. Diego Lopez lương 16 nhưng mà an tâm hơn so với lại là Casillas. Casillas chỉ số to thôi, lùn quá. Unai Simon thì mét 90 thì cũng là khả tạm được. Rico, Rico ok này. 5.000 lớp du baby. Diego Lopez mét 96. Còn Rico này cũng mét 96. Ok cũng được. Rico. Rodri. Fernando Hierro chạy 116 quá chậm. Laporte ok. Fernando Hierro cho ra ngoài. Pion chạy nhanh hơn cũng một chút thôi. Gavi. Thiago mùa này sút hơi lởm. Thiago cũng chỉ có 21 U là đáng tin cậy. Na chó này cũng không ngon. Ok, Hoa Queen. Nick quá nhiều cầu thủ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha nó cũng không phải là chậm lắm nhưng mà thể hình của nó bé. Thể hình bé và nó thọt chân. Phải thật. Khi thọt chân thì ảo. Rồi ổn rồi. Thì ra như này cho anh em ạ. Khó có được cái vị trí nào ngon hơn. Navas với lại Hodianba là hai con tấn công quá ổn rồi. Hierro thôi thì hơi chậm một tí nhưng còn có thể hình. Laporte là con ngon nhất. Dàn CB ở đây. Giá mà có Sergio Ramos cộng 8 nhỉ. Yeah, phiên bản Sergio Ramos ngon hơn. Nico Williams với lại Inaki Williams. Có thì ok, có Inaki to đùng nhưng mà sút hơi đần. À, Marco Llorente thuận hai chân nữa. Hết rồi. Đến tầm này là hết rồi. May mà có Laporte nhập tịch. Ừ, Laporte ngày xưa. Nó còn một con nữa, Indigo Martinez. Alonso. À không, đây là Lorente. Alonso là người chuyền. Úi dồi, đá quả bóng này nhìn xấu quá. Tí phải đổ. Rồi. Petro. Hay PS4 là cắm vào auto nhận. FIFA lại 4 nhận nhé. Còn anh tổ chức giải nhiều rồi. Do cái bản win của em á. Chứ không phải do tay cầm, không phải do game.
IPS5 hiện tại thì cũng nhận rồi. Em hỏi tay cầm nhiều quá, không biết anh có gợi ý chỗ nào bán tay cầm uy tín không? Có em ơi, câu hỏi của em cực kỳ hay. Amelibostore.com ở ngay phần mô tả video và có ngay trên màn hình ở dưới phần cung chat anh em nhé. Lối đá của mình hay va chạm thì mình sử dụng huấn luyện viên con trâu, mình hay sử dụng tốc độ thì mình phải xài huấn luyện viên con báo. Đấy, tóm lại là huấn luyện viên hợp lý chuẩn theo cái lối đá của mình thì nó sẽ có tác dụng rất lớn. Hay là mình hay kiểu bứt tốc, chọc khe do đấy bứt tốc thì mình lại nên dùng cái con huấn luyện viên đỡ bóng bước 1 và cái chuông. Mình hay nháy quy thì cái chuông là một cái rất là phù hợp. Và mình phải hiểu là mình có gì, mình cần gì. Đấy, thì mình sử dụng nó sẽ hợp lý. Nó đỡ tiền đi nhiều đấy anh em ạ. Á chà. Yeah. Úi giời ơi, bù trà đóng két lẹt. Alonso này. Amba. Tây Ban Nha. Em bên này hay hơn là ok, cảm ơn bạn. Đá ba đá. Chết. Rồi. Cho nên là anh em hiểu là một người chơi game như tôi vừa chơi game vừa đọc comment vừa ngồi nói chuyện với các bạn. Nãy giờ gần 3 tiếng đồng hồ tôi chưa nghỉ tí nào. Nói liên tục. Là bây giờ tầm này là oxy nó lên não cũng ít rồi. Cắt live stream chỉ có đi nằm chứ chớ thì sao. Cái đầu với cái bật tường ấy, cái mũi tên mà có hình xoắn xoắn ấy, nó là bật tường đấy, mấy cái đấy. Ok, ui dồi. Tú Lê gửi 5.000 lớp su baby. Tầm này thì chỉ có ít thì 10 bóng hiếu thì vô hạn thôi. Sao? Ultra Zeno. Nevet MC8 đá cánh bây giờ tạm được cái mày. Cái tầm Nevet MC8 bây giờ chỉ số nó là 117. 117 thì không ăn thua lắm nữa rồi. Tựa game này nếu như anh em để ý thì cứ 1 năm là chỉ số tổng quát nó sẽ tăng 4 điểm. Đấy là ít nhất. Đấy, cho nên là nếu như mà cái con Netvet MC nó ra đời cách đây đâu đấy 3 năm rồi đúng không? Con Netvet MC là ra đời cách đây 3 năm rồi. Và bây giờ anh em mua nó về rồi anh em lại còn đòi là phải đá được lâu dài với nó nữa. Thì đây là tựa game thất bại rồi anh em. Nó bán cho anh em một sản phẩm vĩnh cửu thì nó sẽ không có khả năng bán được cái sản phẩm thứ hai. Như thế là con game thất bại rồi.
nên là gọi là đá được thôi chứ không lâu dài được đâu. Đây rồi, Damiano. Là con Bellingham. Bellingham ngon mà. Yeah. Nacho. Nacho lên alo. Giờ máy khỏe mạng ngon. Đá vòng thứ 3 vẫn. Đội bạn ghi bàn mình kệ. Đội bạn nó thắng mình kệ. Phải Pedro sút cho tờ thật. Đây rồi, Pedro. Đó khét lẹ. Cái handicap là chắc chắn có. Thậm chí vào tháng 7 năm 2020, EA nó còn nộp cái bằng sáng chế về cái cơ chế tự động thay đổi AI trong quá trình chơi game để tăng trải nghiệm của người chơi. Nó không nhận cái đó là handicap, nhưng mà nó nộp bằng sáng chế mà anh em, tháng 7 năm 2020, cho nên là game nào của EA mà nó chả có. Có anh em ạ. Ông nào mà bảo không có thì là ông ấy cố tình là nói sai. Nó có anh em nhá. Nhưng mà cái sự tác động của handicap ấy, giả sử cái trận này mình bị game nó đì thì trận sau có thể trận sau hoặc trận sau nữa game nó lại trả cho mình thôi, nó lại độ cho mình đấy, có thắng có thua, có đen có hên. Đây rồi. Rồi. Chấn thương. Chưa có căn là gì. Nhớ hiểu. Lộc lá. Đấy, có những trận bị đì thì sẽ có những trận được game độ thôi. Em thấy không? Khá nhí nhảnh thành thơi. Ôi, trả nick lại cho Việt Vũ này. Em thường hỏi là mình hay live ở đâu à? Đây, Oliver. Livestream hàng ngày với rất nhiều nội dung độc quyền, độc đáo. Nhớ nhá, Oliver. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.